bác nhân viên của trang trại Thanh Sơn đang làm cát để thu hoạch trứng dế các khay cát mới làm từ cát đen. Đây là các cái khay trứng thu hoạch. Sợ quá. Sợ quá. Ô nâu kìa. Tưởng bắt cóc sợ quá. Không. Đây là các thùng dế đang vào độ tuổi sinh sản. Trang trại Thanh Xuân cung cấp dế giống, trứng dế đấy ạ, bằng các khay trứng dế như này, sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng và bao tiêu lại sản phẩm đầu ra lâu dài. Website trang trại thanh xuân.com, kênh YouTube trang trại Thanh Xuân, kênh 1 trang trại Thanh Xuân, kênh 2 đây là rau. Rau thái ra, bà con mình sẽ thái cái tất cả các loại rau, của rau cỏ củ quả non ngọt mềm nhiều nước để cho dế ăn, tưới nước lên. Cái cát này là mình vừa mới lấy xong ra, các cái đĩa này là cát khô có độ hơi ẩm thôi, thì mình sẽ tưới nước vào để cho nó ẩm đều, ẩm thôi chứ không được ướt, để khi con dế nó đẻ vào các cái khay cát này thì cái độ ẩm trong khay cát sẽ giữ cho quả trứng nó phát triển, nó không làm cho khô vỏ, cái lớp vỏ của quả trứng dế nó bé như cái đầu kim đấy ạ. Mỗi một khay như này sẽ thu hoạch được khoảng vài nghìn quả trứng. Làm cát để dự trữ cái khay, như cái khay mà vừa mới bỏ trong thùng bên này đấy ạ, là khay mới chưa có trứng, còn các khay trong thùng như thế này là đã thu hoạch có trứng rồi, đầy trứng rồi, để chuyển có ghi ngày tháng ngày đẻ đấy, thêm khay để chuyển cho bà con chăn nuôi. Website trang trại Thanh Xuân.com bà con truy cập vào để theo dõi thông tin, rất nhiều thông tin ở trên website. Và trên 4.000 video ở các kênh Trang trại Thanh Xuân, kênh 1, Trang trại Thanh Xuân, kênh 2 trên YouTube, Trang trại Thanh Xuân, kênh 3, kênh 4, kênh 5, kênh 6, kênh 7 ấy, thì bà con mình sẽ xem tham khảo thêm. Những cái kênh đấy là sẽ tải lên từ rất nhiều năm nay rồi, và tập trung về hai kênh chính, Trang trại Thanh Xuân, kênh 1 và Trang trại Thanh Xuân, kênh 2. Bởi vì là quá là nhiều video cho nên là mình sẽ tải dàn trải ra, nhưng mà bây giờ thì sẽ gom lại để thành hai kênh chính để bà con mình tiện theo dõi. Trang trại Thanh Xuân bao tiêu sản phẩm dế mèn tắc kè đầu ra lâu năm lâu dài, có hợp đồng đầy đủ. Trang trại được truyền hình VTV2 và các đài truyền hình phát sóng hàng năm, từ phát sóng từ những năm 2009 cho tới rất nhiều năm sau đó. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân.